Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ những hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, Đồng thời cơ quan công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 người trong vụ án này. Được biết công ty cổ phần tập đoàn Thuận An Thuận An Group tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An được thành lập từ năm 2004 do Nguyễn Di Hưng làm chủ tịch. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp này được thành lập vào khoảng tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ kiêm tốn 3,9 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tăng tiếp vốn điều lệ lên gần 3 lần 800 tỷ đồng gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Nhiều năm gần đây, Thuần An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Thuần An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong năm 2023, liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Thuần An Group đã trúng gói thầu số 11 XL thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2 tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2073 tỷ đồng, giá trúng thầu 1727 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam, công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam, trúng gói thầu xây lắp số 2, công ty xây dựng đoạn km 22, cộng 000, km 32, cộng 000, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ba Thuộc giai đoạn 1 với giá trúng 2.078 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam cũng đã trúng gói thầu số 04XL thi công xây dựng đoạn km 12 500 đến km 19 120 thuộc dự án cao tốc tiên quan Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là hơn 815 tỷ đồng tại công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bình vẩn thành phố Đà Nẵng Thuận An trong vai trò liên danh cũng là nhà thầu thực hiện dự án với giá trị hợp đồng gần 120 tỷ đồng. Vài năm gần đây, tập đoàn này nổi lên là một nhà thầu trong các dự án làm cầu. Đó là dự án cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hà Long với Bạch Đằng, cầu Cửa Hội, Dây Văn, Estrados, Bắc Qua, Sông Lam, cầu Vĩnh Tuy 2, cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, cầu Rạch Miễu 2. Một dự án lớn nữa mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công là dự án cầu Kỳ Lộ. Cây cầu dài nhất 1,8 km trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn – Chí Thành. Tập đoàn Thuận An cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công. Cầu Dây Văn – Máy Chai nối từ Mương Cầu Tre – Ngô Quyền sang đảo Vũ Yên – Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư, công trình nằm ngay cửa biển có các tàu tải trọng lớn ra vào. Còn tại công trình cầu Dư Văn Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương, Thuận An là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án với giá trị thi công gần 800 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung thành phố Huế phản ánh bữa ăn bán trú 27.000 đồng không đảm bảo chất lượng. Theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán trú buổi trưa tại trường với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra, đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán chú và tiền ga trong mỗi bữa ăn. Một nữ phụ huynh có con đang theo học lớp 3 trường tiểu học Quang Trung chia sẻ, chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán chú buổi trưa của con tại trường học leo tèo đến như vậy. Cũng theo những phụ huynh này, đây không phải lần đầu tiên họ phản ánh về việc bữa ăn bán chú của học sinh ở trường không đảm bảo chất lượng. Các phụ huynh đề nghị sự việc này được làm rõ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga. Còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy. Tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo ở trường tiểu học Quang Trung cho biết, hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu, tại sao lại có những hình ảnh đó, những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì. Khi có kết quả sẽ báo cáo cho phòng giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Ông Hạnh cho biết, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án và tịnh phát vừa qua, sau khi tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên tạm giữ một số tiền, buộc một số cá nhân tổ chức hoàn trả một khoản tiền tổng trên 12.000 tỷ đồng, tiếp tục kê biên một số bất động sản cổ phần, sổ tiết kiệm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Ở nội dung này, hội đồng xét xử giải thích thêm đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nghĩa là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Như vậy, do tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan rất nhiều cùng với nhiều khoản tiền khác bị thu giữ. Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tài sản dùng bồi hoàn cho SCB chỉ nằm trong 1.122 mã tài sản mà bị cáo Lan dùng để thế chấp tại SCB và một số khoản tiền các bị cáo trong vụ án tự nguyện nộp khắc phục cho SCB. Một số tài sản, tiền khác sẽ được dùng khắc phục trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để thi hành phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Lan, điều đầu tiên là phải có bản án có hiệu lực pháp luật. Hiện nay, bản án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên mới là sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật. Bản án này sẽ có hiệu lực pháp luật nếu không có ai kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên án hoặc 15 ngày kể từ khi nhận được bản án với những người không tham dự phiên tòa hoặc không có cơ quan nào kháng nghị. Trong vòng 30 ngày kể từ khi tuyên án, trường hợp có kháng cáo hoặc kháng nghị, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm tòa án cấp phúc thẩm tuyên án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án cần làm đơn đề nghị thi hành án nộp đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền. Số tiền đang tạm giữ cùng các tài sản kê biên sẽ chuyển sang cơ quan thi hành án để thực hiện thi hành án theo bản án có hiệu lực pháp luật cũng liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, bản án mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên chưa có hiệu lực pháp luật. Trường hợp phần án dân sự tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Ông Lợi nhấn mạnh, đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nên ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra giả soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Vẫn theo ông Lợi, vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch rất chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án, thậm chí tính đến cả phương án tăng cường lực lượng cho thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và bị cáo Đỗ Duy Vinh, Cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại phiên tòa, bị cáo cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình xét xử. Ngay câu hỏi đầu tiên của hội đồng xét xử về hành vi của mình như cáo trạng nêu, bị cáo cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai. Bị cáo cự nói Bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn làm? Trả lời, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa nói riêng. Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Vinh trình bày bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Pimelvarco nộp hơn 8,7 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 10,1 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương. Là con em gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Từ những nhận định trên. Hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là đúng người đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, dự án Trung tâm Kinh doanh Dược Mỹ Phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên do công ty Pimefaco làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9 năm 2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9 năm 2007. Đến tháng 1 năm 2013, doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 12, điều 38 luật đất đai năm 2023. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, biết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183 m2, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Dù vậy, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng.